Mở đầu nữ đế ta làm chính cung tập 355, nhìn trận pháp điều khiển hư không thuyền trong tay, Lâm Bá Vân lo lắng nói: "Hiện tại hư không thuyền đang bị hư không cấm khu xâm thực, chúng ta không thể tiếp tục di chuyển được nữa." Từ Nhược Yên vội hỏi: "Người ở quê hương ông có thể tự tiện thay đổi trận pháp của cấm khu tử thần này sao?" Lâm Bá Vân vội lắc đầu: "Nơi này được một cường giả trong tộc chúng tôi hy sinh bản thân để tạo ra, không ngờ hôm nay nó đã bị thay đổi, nếu chúng ta ở lại nơi này lâu, e rằng chắc phải bỏ mạng tại đây." Tiêu đại nhân ngài có biện pháp gì không? Lâm Bá Vân vừa nói vừa quay lại thì giật mình phát hiện Tiêu Thiên đã đi từ khi nào. Khi này Tiêu Thiên đã đứng bên ngoài hư không, quan sát xung quanh bị sương mù bao phủ, Tiêu Thiên cảm thấy nơi này không được bình thường. Đứng ngoài trận pháp bảo vệ của con thuyền Tiêu Thiên cất tiếng hỏi, tại sao nơi này được gọi là cấm khu tử thần, ta có cảm giác làng xương trắng này rất thoải mái, làm sao có thể hại người khác được. Lâm Bá Vân khi này mới nhìn thấy Tiêu Thiên, hắn chố mắt nhìn Tiêu Thiên cảm thán, cấm khu tử thần là gì sao? Ta phải trả lời câu hỏi này như thế nào? vùng đất này đúng như tên gọi của nó một khi đi vào đây nhất định phải chết chưa đợi lâm bá vân trả lời tiêu thiên đã cầm dẫn đường kiếm trong tay tia xét chập trần bốn phía lâm bá vân thấy thế thì giật mình hỏi tiêu đại nhân ngày muốn làm gì tiêu thiên chỉ cười nhẹ và nói ta đang giải quyết vấn đề nói xong tiêu thiên vung dẫn đường kiếm xé toan hư không dẫn đường kiếm chém ra lôi đình lan tràn bốn phía lập tức đánh tan làng xương trắng nhanh chóng cấm khu tử thần hư không đã trở nên yên tĩnh thông thoáng có thể nói là không khác gì với những nơi bình thường khác lâm bá vân thì trong lòng khóc không thành tiếng nơi này là tổ tiên ông ta dùng cái chết để tạo ra coi như là mộ của tổ tiên nay tiêu thiên một kiếm chém tan nếu cha hắn mà biết được nhất định sẽ đánh chết hắn tiêu thiên trở lại boong thuyền nói như thế này có vẻ tốt hơn nhiều tầm nhìn thông thoáng nếu có người muốn ẩn núp ám toán chúng ta cũng không có cơ hội nhưng không ngờ quê hương của linh năng tộc các ngươi cũng rộng lớn thật xem ra đây là một thượng vị giới vực thế giới ta có chút khó hiểu với tư cách một người ở thượng vị giới vực thế giới tại sao các người lại bị tuyết ra bắt đến hoàng sơn giới làm nô lệ lâm bá vân lấp bấp trả lời tiêu đại nhân chuyện này thật khó nói người dân quê hương chúng tôi qua năm sống ẩn giật sau khi trưởng thành tôi muốn đi ra ngoài trải nghiệm một chút chưa bao giờ tôi nghĩ người ở thế giới khác lại có ác tâm như vậy tiêu thiên lên tiếng ta hiểu rồi trong lòng tiêu thiên nghỉ nguyên nhân bị bắt là quá đơn giản và ngu ngốc lâm bá vân tiếp tục điều khiển con thuyền lao nhanh về phía trước ông ta nói tiêu đại nhân chúng ta sẽ nhanh chóng đến nơi xin ngài hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa tử nhược yên nhìn về tiêu thiên thầm nghỉ đoàn đánh vừa rồi của tiêu lang quân thật là ngầu trông rất là đẹp trai khi này tiêu thiên cũng phát hiện ánh mắt tử nhược yên nhìn mình có chút kỳ lạ tiêu thiên lo lắng nghỉ trời ạ à, vừa rồi ta đã quá vội vàng đã quên khống chế sức mạnh trước mặt thê tử sự nghiệp ăn cơm chùa của ta có phải sắp tiêu tan tử nhược yên nghiêm nghị nói về sau loại chuyện này không cần phải làm một cách khoa trương như vậy nếu đã có thể một kiếm chém tan sương mù như vậy thì sau này thu lại một chút sức mạnh chỉ cần chém ra một con đường để đi là được rồi Mọi việc không nên quá miễn cưỡng. Tiêu Thiên nghe có chút bất ngờ sau đó nhìn tử nhược yên nở nụ cười gật đầu một cái, trong lòng thầm nghỉ. Đây là thê tử đang ép ta ăn cơm mềm đây mà, thôi hết cách đành phải ăn tiếp thôi he he he. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.